Trường Giang là ông nào? Trường Giang là ông nào? Tôi không biết. Tôi là ông Hoàng Hạnh Phúc. Cũng kệ người ta. Mỗi người tham gia ở một phim nhưng mà có một bộ phim tham gia chung với nhau nên hôm nay mới được gặp gỡ lại nhau. Nên mình đúng với tiểu đề đoàn viên là đúng. Nếu mà Lan Ngọc hồi xưa mà đi học văn là chắc 4 điểm rồi. Lạc đề. Có món này thì cũng bình thường thôi. Con gà đó. This y trứng non. Ai mượn? Không phải. Ông phải bình tĩnh nè. Ông phải bình tĩnh. Chỉ có đây là bình tĩnh thôi. Chị có đây mình tính ngồi xuống đi con nha. Biết rồi. Sắp tới biết thì là mình sẽ thay đổi đồ. Ê, đừng nói chuyện của chừng nước mà văng. Ai da. Ôi, nó văng lên mặt rồi. Nè, nhìn áo thun nè. Ghê. Ê, ông Hoàng ơi, ông Hoàng ơi. Tại sao nó lại có màu xanh như thế này? Tại sao vậy? Khoa học chứng minh khi chúng ta làm bánh và bỏ lá dứa thì sẽ màu xanh. Ông Hoàng, em có quyền ăn đúng không? À đúng rồi. Vậy ông Hoàng lấy cho em nước chấm nè. Lấy nước chấm cho thím ba nè mấy đứa. Tại sao mấy con bò ở vùng miền khác không có mềm, không có thơm? Hỏi tôi cho tôi biết. Cái đó bữa nào rảnh rảnh đi hỏi với con bò đi nha.